thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thanh toán bằng điện thoại di động được thực hiện tại hệ thống BOS của các ngân hàng Việt Nam. Bảo vệ khách hàng với 3 cấp an ninh, vân tay, tokenization, Samsung Knox. Khách hàng không cần mang theo các loại thẻ ATM hay thẻ tín dụng. Tất cả đã được số hóa và tích hợp vào một công cụ duy nhất. Đó là chiếc điện thoại di động Samsung. Đến cuối năm 2016, toàn quốc đã có 17.300 ATM và hơn 270.000 BOS được lắp đặt. Với cái vai trò là đối tác chiến lược của Samsung, Samsung Pay, thì NAPAT trong cái thời gian vừa rồi cũng hợp tác hết sức là chặt chẽ với Samsung Pay để triển khai cái thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các cái thiết bị của Samsung. Samsung Pay thì có một cái quá trình tìm hiểu thị trường, tôi nghĩ là đánh giá là cũng rất là tốt, và những cái lợi thế của Samsung Pay thông qua giải pháp mà MST độc quyền cho phép các cái thiết bị của Samsung tương tác với thiết bị đầu cuối hiện tại POS trên thị trường Việt Nam mà không phải có những can thiệp điều chỉnh về kỹ thuật. Và để giải pháp Samsung Pay có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, Samsung Vina đã hợp tác với NAPAS, đơn vị cung cấp hạ tầng chuyển mạch tài chính và hạ tầng số hóa thanh toán để tổ chức kết nối tới các ngân hàng. Mô hình triển khai này sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư của toàn hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh tốc độ triển khai và đa dạng hóa dịch vụ thanh toán của các ngân hàng. Citi has launched Samsung Pay in markets around the globe, including the US, Korea, Hong Kong and Taiwan, and Australia where I am from. In Australia, we've seen a huge take-up of Samsung Pay by our customers who are thrilled with the experience, the interface and the convenience and the security offered to them. I think we'll see the same results here in Vietnam. Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 8 năm 2015, Việt Nam là quốc gia thứ 19 được Samsung Vina phối hợp với Tổ chức Chuyển mạch Quốc gia và các ngân hàng để cung ứng dịch vụ thanh toán di động cho toàn bộ chủ thẻ ATM nội địa trên thị trường. Tại Việt Nam thì chính phủ cũng đã ban hành cái đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Có thể nói đây là một cái điều kiện thuận lợi rất lớn để phát triển thanh toán điện tử nói chung và dịch vụ Samsung Pay nói riêng. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2016, thanh toán qua BOS chiếm 8,6%, vẫn ở mức thấp so với tổng giá trị của 111 triệu thẻ đã phát hành. Với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, duy trì tỷ lệ tiền mặt trên tổng các phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%, làm sao để người tiêu dùng hưởng ứng kế hoạch này? Nobody would like financial information to be compromised. We believe that the kind of technology that Samsung has been using in its new phones is good. It protects the customer's information, and especially on the financial side, so we are quite happy about it. Công nghệ áp dụng của Samsung Pay hoàn toàn là phù hợp với cái trình độ đầu tư công nghệ hiện nay của các ngân hàng tại thị trường Việt Nam. Cụ thể là Samsung Pay ứng dụng với công nghệ an toàn từ tính để nó giúp cho việc là kết nối với các trung gian thanh toán qua cái cổng POS hiện nay trên thị trường là nó thuận lợi hơn nhiều. Giải pháp Knox được cài sẵn trên thiết bị thông minh dòng Galaxy của Samsung. Samsung Knox là giải pháp bảo mật từ chip được chứng nhận bởi nhiều tổ chức toàn cầu. Samsung Pay was in the market 2 years ago. At that time, Samsung Pay could not be deployed in Vietnam because the financial and banking and the payment system were not effectively connected. However, at the moment, infrastructure and the technology in Vietnam has been greatly improved and now strong enough for Samsung Pay to operate effectively. Samsung Pay ứng dụng đưa ra thị trường ở thời điểm này rất phù hợp. Chúng tôi đánh giá cao ứng dụng Samsung Pay và sẽ là cơ hội mở rộng hợp tác cho chúng tôi phát triển hệ khách hàng mới từ ứng dụng này. Tổng cục Thống kê công bố đến cuối tháng 6 năm 2017 có gần 120 triệu thuê bao di động. Thì ngoài những sản phẩm truyền thống thì đặc biệt mang lại sự trải nghiệm cho khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng trong cái môi trường số hóa đang ngày càng phổ biến là một mục tiêu được mang đặt ra. Và cái việc mà lựa chọn Samsung Pay đưa vào để áp dụng và cung cấp một dịch vụ mới cho khách hàng là một trong cái lộ trình của Vietcombank từ năm 2020, lộ trình số hóa hệ thống ngân hàng.
một trang mới của thanh toán di động tại Việt Nam bắt đầu